Chào các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn setup nước của máy LightSpacio. Thì bây giờ cái những cái phím này, đây nó có một cái cơ chế là khi các bạn setup nước của cái thằng này thì nó sẽ chỉ lưu của thằng này thôi. Nhưng mà nếu các bạn setup nước của cái màn hình phía bên phải nè, bên này, thì nó sẽ tự động nó lưu cho cả bên này luôn. Mình nói lại nha, nếu mà ấn setup nước bên này thì nó chỉ lưu bên này thôi, bên trái nè. Còn nếu mà setup nước bên phải này thì nó sẽ lưu giống nhau nút đối xứng. Và bây giờ mình làm thử nha. Nhấn giữ nút sao nè. Nhấp nháy nè, đó, tới khi nó nhấp nháy. Rồi, giờ thí dụ mình lưu này, 1, 2, 3. Rồi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, khi mà các bạn chỉnh lực nước xong, các bạn sẽ nhấn giữ tiếp. Rồi, sáng đèn hết, tất cả sáng đèn hết. Rồi, đếm lại ha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đó. Tức là nếu bây giờ mình setup cái bàn phím bên trái thì nó sẽ chỉ lưu bàn phím bên trái thôi, còn bàn phím bên phải thì nó không lưu. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình setup bàn phím bên phải là cả hai bàn phím nó đều lưu giống nhau nha. Đó, bên này sáng đèn, bên này tắt đèn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đếm lại ha. Mình sẽ lưu là 1 2 3 4 nha. 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4. Rồi bây giờ bấm giữ. Rồi bây giờ sẽ bật cả hai vòi. Rồi, hai nút đối xứng nha. 1 đó cũng tắt nè. 1 2 đó. 1 2 3. 1 2 3 4. Đó. Tức là nếu setup cho cái bàn phím bên này thì nó nhảy luôn cái thằng này đối xứng nhau. Còn thằng này riêng không thì nó chỉ chạy thằng này riêng không thôi. Rồi bây giờ cái nguyên tắc mà mình lấy nước nó là như vậy. Tại vì tùy quán, nhưng mà khách hàng của bên mình thì thường là họ chỉ xài double shot thôi. Và họ có mặc định luôn, liên nào cũng giống nhau, nên là thường khách có lựa chọn là cài hết 4 phím này giống nhau, 8 phím này giống nhau. Tức là lấy giống nhau hết, không có cần biết phím nào chạy hết với nhau. Một lượng nước một. Còn có khách thì thích một shot, hai shot thì các bạn cứ chỉnh ha, nguyên tắc cứ chỉnh. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nguyên tắc chung. Thí dụ mình muốn lấy 60ml cà phê tính luôn rema. Thì mình sẽ setup nước nó khoảng tầm 80. Setup cái lượng nước khoảng tầm 80 để mà khi mà cái nó chạy qua cà phê 20ml nước nó giữ trong cà phê, nó ra lại 60ml cho mình. Cái nguyên tắc là như vậy nha. Muốn lấy bao nhiêu thì cứ cộng cỡ khoảng tầm 20ml vô với mình. Rồi bây giờ mình làm thử nha. Rồi ở đây thì mình sẽ cài theo cái mặc định của nhà sản xuất nó như vậy đi. Đây là nút 30ml nè. Đây là nút 60ml nè, ly đầy nè, 60ml nè. Đây là nút 45ml nè. Đây là nút 90ml nè. Rồi ok ha. À, cái một ly với lại hai ly nó là như vậy, cái tay cầm một shot với hai shot thôi. Đó. Tức là cái nút này tay cầm một shot nhưng mà lấy ít 30ml. Cái nút này tay cầm một shot nhưng mà lấy nhiều 45ml. Cái nút này tay cầm hai shot lấy ít 30ml mỗi bên, tổng cộng là 60ml. Cái này hai shot lấy nhiều, 45 cộng 45 là 90ml. Rồi bây giờ mình sẽ đắp nước thử ha. Ba cái nút này là 30ml nên là mình sẽ lấy khoảng tầm cỡ 45 tới 50ml là mình dừng. Đó, cỡ 45ml, rồi một nút. Rồi nút này là nút 45ml thì mình sẽ lấy lên khoảng tầm cỡ 60 tới 65. Ok ha. Rồi. 2 shot 30 cộng 30 là bằng 60ml thì mình sẽ lấy lên thành 75 nha. 75 tới 80. Rồi, cái này là cỡ 80 ha. Rồi, 90ml thì mình sẽ lấy lên thành 105 hoặc 110. Thì cái ly này nó chịu nổi nhưng mà mình sẽ canh cho nó tràn ra ngoài tí xíu. Rồi, nó tràn ra ngoài tí xíu nè. Đó. Rồi, vậy là mình sẽ lắp xong 4 nút. Bây giờ mình sẽ pha thử nha. Mình pha thử cái ly một shot mà lấy nước ít. Hồi nãy là mình lưu nó là để cho nó ra 30ml cà phê tính luôn rema. Thì mình lưu nó là 45ml nước ha. Giờ mình pha thử. Tay cầm một shot đây. Rồi vỗ ha, xay cà phê xong vỗ. Rồi gọi xuống. Rồi ném. Ném mạnh một cái một thôi, rồi phủi bụi. Xay cà phê xong vỗ, gõ vô bàn. Rồi phủi, ném rồi phủi bụi, lắp vào máy. Rồi bấm nút pha ha. Cái dòng chảy nó chỉ cần cong cong nhỏ nhỏ chậm chậm vậy thôi nha. Đừng để dòng chảy to quá. Nãy mình lấy 45ml nước. Thì bây giờ nó sẽ ra cỡ 25-30ml cà phê tính luôn cái lớp bọt rema nha. Đó. Vậy nó ra khoảng gần 30 nha. Gần 30ml. Tính luôn lớp bọt màu vàng nha. Mọi người thường quên không có tính lớp bọt màu vàng. Đó. Như vậy nguyên tắc chung là mấy bạn muốn lấy bao nhiêu mấy bạn cứ cộng 20ml lên với mình. Là nó sẽ ra con số, cái lượng nước là chính xác. Thì sẽ có nhiều
nhiều bạn là thích dùng cái loại cà phê lắp tay cầm cà phê vô, sau đó lấy cân cái trọng lượng cà phê espresso ra, thì cách đó cũng tốt. Nhưng mà bên mình quen xài ml rồi, nên là mình cứ cộng thể tích đúng cho khách đi. Còn ví dụ như cà phê nó ra nhiều ra ít thì nó còn liên quan tới độ mịn cà phê, thì cái đó nó nằm ngoài phạm vi của cái máy. Tại vì mỗi lần khách, thí dụ như là các bạn sẽ gặp trường hợp là đang xài loại cà phê này nó ra 30 ml, nhưng mà tự nhiên đổi cái loại cà phê khác nó ra nó còn có 20 ml. Cái lúc đó mọi người hỏi là lúc mà cân á, nếu mà xài cái cân á nó ra có 20 ml, người ta hỏi tại sao cái sự chênh lệch giống như vậy, mình rất là khó giải thích. Thà mình cố định luôn cái ml này, thì khi nào họ đổi cà phê gì nó cũng ra giống nhau hết, thì mình đỡ giải thích hơn. Cái là cái nguyên tắc của bên mình làm. Còn khách hàng nào xài cân vẫn tốt nha, mình không có từ chối cái nào hết. Rồi như là mình hướng dẫn xong các bạn chỉnh nước của máy Lasbazel ha. Có gì thắc mắc các bạn cứ nhắn cho mình số, mình để số điện thoại ở phía dưới tiêu đề đó. Rồi cảm ơn các bạn nhiều.